kính thưa quý vị, như chúng tôi đang miên man về hồ dính chú nghĩ thế nào về một cái nhà thơ mà ít người biết, chỉ có những nhà văn học biết mới hiểu hồ dĩnh và ông ấy cũng không có nhiều tác phẩm. Nhưng dạ. Như ông lại là một người đi vào lòng người thưa chú. Dạ vâng. Vì nói với anh khi mà anh nhắc tới hồ, hồ dĩnh á, mà khi anh đọc cái bài thơ tặng vợ đó, vâng. anh còn nghẹn ngào nữa. Vâng. Thì đó là những cái cảm xúc Quý vị cũng đồng ý với anh Dương Đại với, với, với là Nguyên Doanh Dù được đời có trăm ngàn trở như nào Nhưng Cái cuối cùng Là bên vợ Đúng, đúng. Khi mình có âu, ốm hay cái kia Là cái người vợ Chính xác Và Nguyên Doanh nghĩ rằng Một người đàn ông thành công Thì sau lưng có một người vợ giỏi Luôn luôn như vậy Đó Thì thành ra mà hơn nữa là Cái người vợ của ông ấy, như đầu chương trình anh Dương Đại đã thưa đến quý vị đó bà Hồng Nhật đó thưa vâng. anh bà Hồng Nhật này á kính thưa quý vị Nguyên anh sẽ nói thêm về cái phần này và cái phần trước thì anh Dương Đại Hải đã trình bày với quý vị rồi bà Hồng Nhật này đó thì bà có một cái tiệm 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 bán sách vâng. ở đường số 26B đường phố Huế vâng. đó thì em nghĩ chắc ngoài Hà Nội có một cái con đường gọi là phố Huế đó bạn dưới anh tôi là cái hồi còn bé là chuyên môn đi ăn kem hùng vương ở phố Huế đó bởi vì ở phố Huế nó có cái đường tàu hòa tàu điện nó đi thẳng ở Bạch Mai đi lên trên phố Hàm Long nhà tôi Thành ra cứ mỗi lần đi học buổi chiều về tôi đi tàu điện xuống ăn kem Hùng Vương với bạn bè nhiều lắm Cho nên cái phố Huế là một cái phố rất đáng yêu của Hà Nội Dạ vâng Và thì bà này có một cái tiệm sách Vâng thì bà bắt đầu bà yêu thơ rồi rồi bà yêu tới cái người làm thơ luôn vâng. đó là cái tình cảm của cái bà hồng nhật này vâng. thì sau bà sau cái tủ kiến cái tiệm sách bà đọc những cái bài như là ngập ngừng rồi chiều rồi vân vân vâng. bà mê và cuối cùng á hai người gặp với nhau rồi thơ đi thơ lại qua đi qua lại rồi có những cái lần hẹn hò vâng. và trở thành đôi đôi vợ chồng vâng. mà thắm thiết tới ngày cuối thì quý vị cũng biết là ông hồ dĩnh thì ông bị cái bệnh hen suyễn vâng. đó thì thành ra khi mà ông bị bệnh như vậy thì cứ đôi lúc ở, ở ngoài Hà Nội hoặc là ông đi vào Sài Gòn thì ông thay đổi cái không khí vâng. nhưng cuối cùng ông cũng không có qua khỏi cái cái, cái 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 bệnh hen duyên vâng. thì năm mươi 1957 đó thì bà Hồng Nhật này bà chở bà đi du lịch, vâng. bà qua tỉnh Quảng Đông vâng. để bà để bà thăm cái uh, nơi mà quê cha đất tổ của chồng mình vâng. và khi bà về thì bà mất vâng. và như anh vừa mới trình bày đó bà này bà cũng có một đứa con với ông hồ dính thôi vâng. mà ông người con này sau này là một nhạc sĩ dương cầm vâng. đó thì à, khi mà bà trở về bà chết rồi thì đây là theo cái ước nguyện của bà thì là bốc mộ của ông lên xong và đưa hai ông bà về nghĩa trang văn văn điển vâng. đó đó là những cái mà em chia sẻ thêm vâng. uh, với anh và vâng. đó thưa anh cảm ơn chú và các quý vị tôi xin đọc tiếp cái bài thơ tặng vợ của hồ dĩnh mà làm cho mình nghẹn ngào mình vừa là chị là em người hà nội chúng tôi thường gọi nhau vợ chồng là mình mình ơi cho nên ông làm bài thơ tặng vợ cũng nói là mình vừa là chị là em. Đây là tám câu lục bát rất hay của Hồ Dĩnh. Ừ. Tấm lòng người mẹ mà trái tim bạn đời. Mai này tới phút chia đôi, hai ta ai sẽ là người tiễn nhau. Ông ấy thắc mắc, ông ấy bâng khuâng, ông ấy khắc khoải. Xót mình đã lắm thương đau, Tôi xin làm kẻ đi sau đỡ mình Cuộc đời đâu phải phù sinh Nước non chăn chứa nghĩa tình mình ơi Rất là dây dứt, yeah. rất là đớn đau Cho nên chúng ta không ngạc nhiên tại sao Bùi Giáng Khi mà nói đến Hồ Giánh, Bùi Giáng phán cho một câu rằng Nói đến Bùi Giáng, nói đến Hồ Giánh, thơ Lục Bác Người ta quên ngay Nguyễn Du yeah. Vì từ lâu nay nói đến thơ Nguyễn Du là thơ Lục Bác tác phẩm kiều trên ba ngàn câu ừ. còn ông bùi ông hồ dĩnh không có được cái tác phẩm dài nhưng mà cái thơ cũng nó gói ghém đủ chữ đủ nghĩa đủ tình thưa chú dạ vâng và thì anh dương đại vừa trình bày đó thì khi và anh dương đại và ông doanh đã đưa quý vị đi từ cái ngày ông còn trẻ ông biết yêu biết thương rồi gặp những đổ vỡ và thất bại như đó thì cái đường vào tình yêu á thì có trăm ngàn nhớ có vạn lần giàu Hay. và tuổi hờn trong cái tình yêu đó bấm gót quay về vòng tay mẹ vâng. Ông nghẹn ngào qua bài lời ru của mẹ vâng. và cái bài này thì cũng tuyệt tác giống như bà bài anh bờ với Được, uh, bác. Uh, diễn tả với quý vị là bài, bài thơ tặng uh, vợ, tặng vợ. Vâng. thì ông ấy viết của mẹ khi còn ngủ trong thai cuốn rau mẹ chắt đêm ngày thức ăn nói êm nâng giấc con nằm sữa thơm mẹ lại vắt phần nuôi con bùn màu thắm nước nâu non biết bao nghĩa cả tình son với đời kiếp sau xin lại làm người để nghe non nước vọng lời mẹ ru Điệt thương rồi. mẹ để rồi và ông đó là ông nói là nếu mà kiếp sau ông làm người đó vâng. thì ông sẽ làm người nữa để ông là tiếp tục vâng. ông làm mẹ anh vâng. thấy không vâng. một con người mang một cái tâm tư tình cảm nó sâu lắng vâng. và nhất là cái tình gia đình nữa và khi ông nhớ tới mẹ là ông lại nhớ tới chị ông nữa vâng. thì à, thương mẹ rồi á, thì chị, ông lại nhớ lại những ngày xưa nữa, thân ái qua cái bài chị tôi vâng. ngày xưa còn nhỏ ngày xưa tôi đeo khánh bạc lên chùa dân nhang lòng vui quần áo xanh sang tay cầm uh, hương nến địch vàng mới mua chị tôi vào lễ trong chùa hai chàng trai trẻ à, khấn đùa hai bên lòng thành lễ vật đầu tiên cầu cho tiểu được ngoài riêng đất trùng chị tôi hai má đỏ hồng vùng vằng xít nữa quên bầm cả tôi ấm quá hay anh vâng à, tam quan mái ngói chị ngồi chị nghe đoán quẻ chị cười luôn luôn quẻ thầm mắt thánh mà khôn Số này trồng đất mà con cũng nhiều. Chị tôi nay đã xế chiều, chắc còn nhớ mãi những điều chị mơ. Anh thấy đây là những cái phong tục rất là, chúng ta sắp tới Tết rồi. Những cái phong tục mà đi bói quẻ đầu năm tại wow. các chùa như là anh vừa với vâng. uh, hai nhà mình đầu chương trình nói chuyện vâng. qua với nhau đó. Thì anh thấy đây là một cái hình ảnh rất là đẹp. Mà chị, chị thì cũng có lúc nó còn trẻ mà đưa em đi rồi thấy các các chàng cũng tán tỉnh nọ kia còn vùng vàng này, đúng này, này, rồi. má đỏ ừ, hồng, hồng. nghe thầy nói rằng vào sắt đất chồng rồi đúng con, con nữa là làm cho chị nghĩa là vui có hoang tưởng là quên cả bồng em về à, <laughs> rất Thế là rồi, nhân hả? bản dạ vâng rất, rất là rất nhân bản. bản dạ đấy chị tôi nay đã xế chiều chắc còn nhớ mãi những điều chị mơ hàng năm tôi đi lễ chùa chuông vàng khánh ngọc ngày xưa vẫn còn chị ơi thấy vắng trong hồn Ít nhiều hương phấn khi còn thơ ngây Chân đi lên tiếng chuông chùa Tôi ngờ năm tháng ngày xưa trở về Đó. Ừ. ông Quý vị thấy ông Doanh ông đọc mấy bài thơ thì Tôi đọc bài thơ ông ấy thương vợ ừ. Ông này đọc bài thơ ông ấy thương chị ừ. Lạ lùng cho cái ông này ông ấy thương mẹ thương phái nữ ừ. Mà nhất là thương người con ừ. gái Việt Nam yeah. Chẳng hạn như là bài thơ cảm xúc tôi xin đọc hầu quý vị dạ vâng. Cô gái Việt Nam ơi dễ thương không từ thủa sơ sinh lận đận rồi Tôi biết tính cô u uẩn lắm Xa nhau đành chỉ nhớ nhau thôi Cô chẳng bao giờ biết bướm hoa Má hồng mỗi tiết mỗi phôi pha Khi cô vui thú là khi đã Bồng bế con thơ đón tuổi già Quý vị thấy người con gái Việt Nam Nó thiệt thòi không? Tôi đã nhiều lần thưa với quý vị Cái lối mà khổng, khổng mạnh của Việt Nam này Nó hại người con gái Việt Nam bằng chứng hồi dính còn tha thở mà tuổi trẻ tuổi xuân biến mất vâng. đến lúc mà bắt đầu sung sướng thì lại bồng con thơ ừ. già rồi vâng. con gì nữa yeah. đâm ra cái tuổi đời của con gái việt nam rất là đau khổ ở cái chỗ cho nên mới nói rằng cô gái việt nam ơi từ thủa sơ sinh là đận rồi tôi biết tình cô uất lắm xa nhau đành chỉ nhớ nhau thôi cô chẳng bao giờ biết bướm hoa bởi vì cái phong tục con gái là phải công dung ngôn hạnh khó khăn ừ. lắm yeah. gái thì chính chuyên trai thì nó đủ thứ <laughs> nó gọi là trai thì trí ở bốn <laughs> phương mà gái thì phải chính chuyên yeah. cho nên khi mà tôi bắt đầu đi đi cua gái hồi bắt đầu biết yêu cô nào cô bảo em chính chuyên thế là tôi là luôn tôi không nói nữa <laughs> là vì đối với người đàn bà chính chuyên chúng ta phải biết tôn trọng yeah. dù cho người ta nói thật hay là người ta nói giả đó cũng là một cái điều nên ca tụng yeah, vâng cái chính chuyên không phải bà hồ xuân hương đâu chính chuyên dù năm chín con cũng chưa phải là chồng thì ừ. đó nó lại làm cái second đó là một cái tư tưởng thứ nhì còn cái tư tưởng tiên khởi của nó bao giờ cô ấy nói rằng anh ạ à, em là gái chính chuyên ừ. thì câu nói đó làm cho mình cảm thấy thương cảm thấy yêu cảm thấy sung sướng mà lại cả kính phục là yeah. như thế yeah. tôi cũng giống Hồ Dĩnh có lẽ tôi cũng là người gốc tàu hồ <laughs> hổ này rất quý nghiệp con gái việt nam là như thế cô gái việt nam ơi ngọn gió thời gian đổi hướng rồi thế hệ huy hoàng không đủ xóa nghìn năm vằng vặc ánh trăng soi quý vị thấy ông ca tụng người con gái việt nam ừ. nó vằng vặc như ánh trăng soi tuyệt vời cả nghìn năm cũng không hết. rồi ông nói tiếp tôi đến đây tìm lại bóng cô trở về đường cũ hái mơ xưa quý vị nhớ bài hát hát cô hát cô, cô hãy mơ, mơ dạ. à, rau sam vẫn mọc chân rào trước son sắt lòng cô vẫn đợi chờ ông ấy ca tụng quý người con gái chính chuyên người con gái son sắt Được. cho nên thưa với chú nói đến hồ dánh chúng ta phải công nhận là mình đồng cảm với ông dạ. là cái vai trò người đàn bà là quyết định cho người đàn ông có phải hoàn toàn đúng thưa anh tại vì đối với như là cái sự suy nghĩ của nguyễn doanh đó ông hồ dính ông là một cái nhà thơ rất là lai láng tình cảm vâng. nhưng mà cái tình vợ chồng tình mẫu mủ tình chị em rồi tới cái tình mà ông trân trọng những người phụ nữ việt nam ông ca tụng ông là người ngoại quốc mà mình vâng. coi ông như là một người ngoại quốc đi đúng, thì... đúng, đúng, đúng. nhưng mà khi ông qua bên việt nam đó, ông lấy một cái người vợ người việt nam và cái người vợ việt nam nó tam tầm tứ đức và chính chuyên như là anh dương đại hải vừa mới nói đó thì ông càng trân trọng hơn. Đúng. Tại vì cái người phụ nữ mà Việt Nam á, lấy một người chồng không phân biệt là người ngoại quốc hay là người uh, Việt Nam. Đúng. Nhưng người ta thấy rằng cái người vợ của mình á, trân trọng mình, Đúng. thì mình phải trân trọng lại Cái người vợ mình. Đúng. Cái trân trọng đầu tiên là cái trân trọng của vấn đề tình yêu. Tại vì khi tình yêu nó nảy nở thì trân trọng tương mến nhau. Thì ngay cái quãng đời cuối uh, của, của ông á, thì ông bị bệnh mà khi ông mua sài gòn ông đổ gió đó thì bà vợ của ông vẫn đi ra đi thăm chồng nhưng mà trong cái bài thơ anh nói thương vợ đó là ông nói là ông sẽ đi trước để mà ông sẽ giúp vợ vâng. nhưng mà cuối cùng là bà vợ đi trước Chính để xa. lo để lo cho ông vâng. và kính thưa quý vị chương trình văn học nghệ thuật của tầm của anh em chúng tôi đã hết và trước khi chấm dứt chương trình thì tôi với anh Diệu Hải cùng Uh, để lại một vài cái câu thơ của nhà thơ Hồ Dính mà nó ca tụng người phụ nữ Việt Nam vâng. Và người phụ nữ Việt Nam trong mắt chúng tôi là những cái gì mà tuyệt vời nhất đó kính quý vị vâng, chính Cô xác. gái Việt Nam ơi nếu chữ hy sinh có ở đời tôi muốn nạm vàng muôn cực khổ cho lòng cô gái Việt Nam tươi Tuyệt vời. Đó là những cái người phụ nữ Việt Nam và trong đó có vợ của chúng tôi nữa xin cảm ơn quý vị Chính xác không xin... có vợ là chết <cười> 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 Xin mời anh ạ nên trên, trên phù hộ chúng ta dạ vâng và anh Dương Hải và Minh Doanh được tạm biệt quý vị trong chương trình câu hỏi uh, câu chuyện văn học cuối tuần và cũng không quên cảm ơn anh Peter Thế đã uh, cùng đồng hành chúng tôi trong chương trình này và xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng VBS trên băng tần 57.6 ở Online Scouty 16.8 ở trên SOG và trên hệ thống World trên toàn thế giới để tiếp tục theo dõi những chương trình thường xuyên của đài và hẹn tái ngộ cùng quý vị.